có tiếp tục giữ được sự tự tin để hướng về lựa chọn Raven hay không? Genji bên phía đội 1 ta bước vào giai đoạn cấm chọn ván đấu này. Như vậy là khá là giống với ván 1, Genji cũng khởi đầu bằng lượt cấm Kalista. T1 thì họ không cấm xạ thủ nữa. Họ nhả hết rồi. Họ cấm Poppy của Phoenix, con bài rất khó chịu mà cái đầu tiên Phoenix đã mang ra để khiến những pha giao tranh của Genji trở nên có ưu thế về mặt nhân sự hơn. Còn T1 họ lại cấm Jerry. Tôi nghĩ rằng hai xạ thủ bị cấm có thể có thêm cả Lucian nữa thì vẫn còn đó rất nhiều những xạ thủ mà T1 có thể mang ra để đi đường mạnh trong khoảng thời gian ban đầu, đặc biệt là con Raven. Thì Genji nếu như cảm giác không kiểm soát được thì thôi, dành một lực cấm nó cũng không mất gì của họ quá nhiều cả. Hay là T1 sẽ bỏ lực cấm Lucian, chuyển qua cấm con Corki của Jovi. Vậy Corki cũng là một cái lựa chọn mà nó sẽ đem lại cho bên phía Genji rất là nhiều cái khả năng bảo hiểm. Như vậy là Raven bị cấm lần thứ hai. Tôi sẽ thiên vào chuyện cấm Corki hơn là cấm Lucian trong trường hợp này. Hoặc là T1 có thể nhả cả Corki cả Azir để Jovi và Faker mỗi người chia nhau một. Quyết định đến từ T1 là cấm đi Lucian của Ruler khu vực đường dưới, đây là vị tướng mà Ruler đã từng mang ra và thể hiện khả năng đi đường tương đối bá đạo của mình với cặp Lucian và Nami. Còn Genji bây giờ sẽ phải đưa ra câu trả lời cho việc là họ sẽ lựa chọn đường giữa nào. Hoặc là nếu không thì cứ first pick Na thôi. Na là một lựa chọn tranh chấp giữa Zerg cùng với Doran. Và tỷ lệ có được Na có được chiến thắng ở trong cặp trận này vẫn là 100%. Mặc dù vậy, thực ra ván đấu vừa rồi thì nó cũng không liên quan gì lắm tới với con Na. Và Genji khi được lựa chọn thì họ sẽ lấy Corki. Cái độ an toàn của Corki trong kèo đấu Azir của Corki vẫn sẽ cao hơn. Với con Azir thì bạn sẽ phải cố gắng tìm ra được những cái góc để có thể tung ra những pha phân chia thiên hạ trong giao tranh giai đoạn sau. Còn với Corki thì bạn chỉ đơn giản là làm việc mà Jovi làm tốt nhất là farm và sau đó là bắn tên lửa định hướng gây sát thương, thì nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. T1 quyết định từ bỏ luôn con Azir và tiếp tục chọn Lee Sandra cho Faker. Không quyết định lựa chọn Azir mà nó lại là tiếp tục một con Lee Sandra nữa xuất hiện trong đội bên phía của T1 trong ngày thi đấu hôm nay. À, cùng với đó là một lựa chọn mà Zerg cũng đang rất là tự tin, đó là con Na để đánh ôn kèo khu đường trên với Doran. Genji đang thực sự muốn kéo lết đội hình của mình với Senna Tamken tại khu đường dưới và họ hoàn toàn có thể có được cặp đôi này ở trong ván thi đấu thứ 3, ván thi đấu quyết định, khi mà bên phía T1 không đả động gì đến Senna ở tại phase 1 hoặc là họ cũng không có nhiều những lực cấm để có thể cấm hết những vị tướng mà bên phía Genji có thể mang ra cho cái ý đồ chiến thuật nuôi rùa của họ. Và khả năng đi đường đến từ Genji cho phép họ đánh thủ rất là tốt, nhưng khi mà T1 đánh tấn công thì cũng có những con bài để bên phía T1 có thể áp lực đầu trận trước bên phía của Genji. Đặc biệt là đội hình có Senna, Tamken cùng với Corki thì là một đội hình mà cái tỷ lệ kiểm soát các mục tiêu lớn đầu trận như là sứ giả hay là rồng sẽ là tương đối kém. Tình huống hiện tại thì T1 sẽ cần rừng. Faker cười nhẹ một tí. Không. Lee Sin. Đây là con Lee Sin sẽ giúp cho bên phía của T1 có được áp lực ở trong khoảng thời gian ban đầu. Tôi nghĩ rằng ở trong trường hợp này thì thật ra T1 chỉ có hai lựa chọn mà thôi, đó là Wukong hoặc Lee Sin. Tại vì con Viego sẽ, con Viego nhìn vào đội hình của Genji lấy con Viego không ngon lắm, bởi vì những cái xác của bạn có thể nhặt được nó không thay đổi nhiều lắm cục diện giao tranh, thì chỉ còn lấy Wukong hoặc là Lee Sin. Nhưng Honor thì có vẻ đánh Wukong nó không hợp vía lắm, thì chúng ta còn cái lựa chọn Lee Sin để cho anh ta gây áp lực trong khoảng thời gian ban đầu, và đây vẫn là con tướng mà anh ta có giữ tỷ lệ thắng cao nhất. Tôi rất thích con Lee Sin của Honor vì đây là một vị tướng mà cho phép anh ta làm được rất là nhiều thứ so với những con như là Ngộ Không hay là Viego. Và thậm chí trong một vài meta mà anh ta không đánh những con như là Lee Sin thì anh ta cũng có thể đánh con Xin Zhao chẳng hạn. Tôi thấy nó ổn hơn rất là nhiều so với những con Ngộ Không của anh ta. Tôi theo dõi Ngộ Không của anh ta từ MSI đến giờ đều là những con Ngộ Không rất kém tác động đến ván đấu của Honor. Khi các đường bên phía T1 cần một người chơi đi rừng có khả năng tạo đột biến cao, có những pha gank hiệu quả thì Lee Sin có lẽ là lựa chọn hàng đầu. Còn Genji có tới hai lực cấm rất đặc biệt nhắm tới Carrier. Bề tướng rộng của Carrier cũng đã phần nào đó bị hạn chế khi mà bị mất đi Pi cùng với ba hai mẫu chất tướng mà thì đứng Rami cánh trên cực kỳ mạnh của Carrier. Chúng ta sẽ xem là liệu sẽ có xạ thủ nào cho đường dưới của T1 để có thể giải quyết bài toán Senna Tamken. Như vậy là Gumayusi vẫn đang tiếp tục hành trình đẩy mạnh sự tự tin của mình sau ván thắng với lại Raven. Thì anh ta sử dụng tiếp một con tướng mà tỷ lệ thành công không cao trong khoảng thời gian gần đây cho cá nhân anh ta, đó là Ezreal. Anh ta cũng chia sẻ là anh ta phần nào đó bị tự ti với con Ezreal này. Không biết là ngày hôm nay khi mà trong ván đấu quyết định, ván đấu quan trọng như vậy thì anh ta lại mang Ezreal ra với một ý đồ như thế nào. Nếu đây là ván thắng thì thực sự đây là một trận thắng sẽ sốc lại tinh thần và phong độ cho đường dưới bên phía T1 rất nhiều. Nhưng không dễ để dùng Ezreal thắng đường được Senna Tamken phía bên kia. Khả năng đi đường đến từ Senna Tamken vẫn là cặp đôi thủ đường cực kỳ khỏe. Còn Ragas sẽ là quyết định đưa ra đến từ Doran tại khu đường trên. Thêm vào đó là Viego dành cho Phoenix để có thể đối đầu cùng với Lee Sin của Honor.
phần nào đó chúng ta thấy là Genji đã quay lại với một cái bản ngã của họ, là đội hình chúng ta hay gọi vui là kéo lết nuôi rùa, với lại Koki, Senatam Ken và Ragat. Ragat đây là con Ragat để có thể đánh lùi trong nhiều trường hợp. Nó có thể quyết định lên sát thương cũng có khả năng xảy ra, nhưng mà tùy theo Doran sẽ xác định xem là con Ragat của ta là làm nền hẳn hay là có ý định gây sát thương đột biến. Còn G1 thì đội hình này của họ thực ra cũng không phải là một đội hình có thể lăn cầu tuyết sớm, bởi vì chất đội hình của họ không phải là đội hình đi đường đập chết ăn thịt và lăn cầu tuyết luôn. Với những con bài như Lissandra hay là Ezreal với lại Yumi thì là cấu máu và tăng tiến sức mạnh nhiều hơn. Tôi cứ nghĩ rằng bên phía T1 sẽ lựa chọn Kama để áp được đi đường nhiều hơn, nhưng họ xác định rằng chắc là Kama đi đường thì cũng không hơn được Senatam Ken nhiều. Thế nên thôi, lựa chọn một vị tướng hữu dụng hơn ở giữa trận một chút. Có thể đi đường không áp lực được bằng so với Kama, nhưng đến giữa trận thì Yumi rõ ràng là vị tướng tác động tốt đến những pha giao tranh hơn so với Kama rất nhiều. Và Yumi cũng là vị tướng đường dưới có thể giúp cho Gubayushi có được khả năng hồi phục ổn để chống lại khả năng cấu rỉa đến từ Senatam Ken. Và đó là quyết định đưa ra đến từ T1 ở trong ván thi đấu này. Một ván thi đấu rất quan trọng đến từ cả hai bên. Genji thì đang trong chuỗi phong độ rất ấn tượng với 6 trận thắng từ đầu mùa giải đến bây giờ. Còn T1 thì đang cần phải có những trận thắng, đặc biệt là trước những đội tuyển được cạnh tranh trực tiếp, được gọi là cạnh tranh trực tiếp, để có thể lấy lại vị thế của mình, vị thế của nhà đương kim vô địch. Chúng ta sẽ bước vào ván đấu quyết định để xem là liệu mạch bất bại của Genji hay là vị thế đương kim vô địch của T1 sẽ được phục hồi sau khi cặp BO3 này kết thúc. Đây là ván đấu mà Genji bên phía đội 1 và T1 bên phía đội 2, với những lựa chọn cũng thể hiện nhiều sự thú vị đến từ bên phía của T1. Những con bài có ý định không chỉ là thắng mà còn lấy lại sự tự tin. Vâng, và ván đấu diễn ra trong khuôn khổ lượt đi của LCK mùa hè 2022 với bản quyền phát sóng thuộc về BoxSpot, và rất hy vọng các bạn vẫn sẽ để lại những lượt like và subscribe để ủng hộ cho channel của LCK tiếng Việt. Trong một cặp trận tâm điểm như vậy thì cả hai đã bắt buộc phải cần đến ván thiếu thứ 3 để có thể phân định thắng bại. Và những cặp trận giữa Genji và T1 ở tại vòng bảng của các mùa giải thì đều là những cặp trận giữa hai đội tuyển được đánh giá rất cao, và chưa kể là trong một mùa giải mà Chovy đang có được phong độ thi đấu tốt thì anh ta đang giúp cho Genji có một chuỗi thành tích cực kỳ ấn tượng ở mùa hè năm nay. Và Koki của anh ta đang là một trong số những con bài chủ lực mà Genji hướng tới tại mùa giải này để giúp cho phía Genji có những cái bảo hiểm về giữa và cuối ván đấu. Và khả năng farm đến từ Koki của Chovy rõ ràng là chúng ta không cần phải bàn cãi quá nhiều rồi. Đã có không ít những ván đấu mà Chovy là người giữ lại hy vọng của Genji, mặc cho hai đường cánh của họ có thể có những phong độ không được tốt ở đầu mùa giải. Nhưng chỉ cần Koki của Chovy được farm, chỉ cần kéo được ván thi đấu đủ dài, anh ta sẽ tác động được tới ván đấu. Điều đó cũng được thể hiện phần nào đó ở trong ván đấu thứ nhất và ván đấu thứ hai của ngày hôm nay. Ván đấu thứ nhất là một con Azir 28.000 sát thương, một con số rất là khủng khiếp. Anh ta hơn gấp đôi sát thương so với lại Ruler ở trong ván đấu đó. Mặc dù là xạ thủ Genji cũng đánh Hyper Carry, đó là con Jhin. Ván thứ hai thì mặc dù để thua nhưng mà con Akali của Chovy cũng khiến cho T1 cũng phải hú hồn ở những tình huống xung quanh Baron. Tới ván đấu này thì quay trở lại với con bài Koki quen thuộc, là một cỗ máy pha và sau đó xả xương về đằng sau. Mọi hy vọng Genji sẽ đặt rất nhiều vào Chovy. Đường dưới cũng đã quay về với Senatam Ken, thì Chovy sẽ là mũi nhọn chính. Tất cả những gì mà các thành viên phía Genji cố gắng làm lúc này sẽ là việc kéo dài ván thi đấu. Họ có thể chấp nhận bỏ đi những con sứ giả đầu trận một cách miễn phí. Họ có thể không có được áp lực đi đường nhiều trong khoảng thời gian ban đầu để hướng tới những lớp giáo trụ. Nhưng nếu như đối phương phạm phải sai lầm thì họ cũng rất biết cách để có thể trừng phạt nó. Với vòng rừng thì đang có một chút sự khác biệt khi mà quyết định đưa ra đến từ Phoenix sẽ ăn vòng rừng từ dưới lên và hướng tới khả năng đánh cánh trên dành cho Doran và Chovy. Trong khi đó thì những gì Honor đã hướng tới là một vòng rừng ăn từ cánh trên xuống, bỏ qua bãi người đá. Và đường dưới trong khoảng thời gian ban đầu thì rõ ràng Ezreal cùng với Yumi là cặp đôi có khả năng đẩy đường tốt hơn khi không phải giúp rừng, cùng với khả năng hồi phục đến từ Yumi thì Gubayushi cũng đang là người có khả năng kiểm soát cái lượng máu khá ổn. Nhưng những áp lực đó liệu rằng có đủ để T1 có thể ăn nhiều lớp giáp trụ ra đi đường hay không thì còn phải xem là phong độ ngày hôm nay của Gubayushi với Ezreal là như thế nào. Pha đẩy lính vào rất sớm của Zed ở khu vực cánh trên để có thể áp lực bào máu Doran. Vòng rừng này thì Phoenix có thể có mặt ở cánh trên sau khoảng chừng 2 nhịp nữa với 7 cốc và sau đó là cua trên, còn cánh dưới là nơi mọi nơi đang chọn để có thể tấn công. Anh ta sẽ phải tìm cách vượt qua được, không còn mắt nữa. Hiện tại thì ở sông không có mắt của bên phía Genji, và nơi quyết định rằng điểm ghé thăm đầu tiên của ta sẽ xung quanh khu vực đường giữa. Chovy đang ở một ngưỡng máu khá thấp, trong khi đó thì con mắt cắm ra đến từ Zed đã phát hiện ra cái lãnh thổ xương đen rồi, nhưng liệu rằng người ta có về đấy không đây? Anh ta đã buộc phải tốc biến
Binet đã làm choáng thành công và Zed có thể bay nằm xuống pha này. Sát thương của anh ta nhận vào là quá nhiều và đó là chiến công đầu dành cho Binet. Có mắt nhưng pha xử lý của Zed là hơi chậm. Và anh ta cũng đã bị chơi trên cơ bởi tình huống ủi e đến từ Doran. Không mất bất kỳ một phép bổ trợ nào, Genji vẫn có chiến công đầu và đó là sự xuất sắc đến từ Binet. Thông số không nói dối một chút xíu nào cả. Anh ta là người đi rừng có khả năng kiểm soát chiến công đầu tốt nhất tại LCK và Genji cũng là đội tuyển có khả năng kiểm soát chiến công đầu tốt nhất. Và vừa rồi thì đã là tình huống Phoenix đi bộ lên khu đường trên để có thể tấn công, lấy tốc biến, lấy cả mạng của rớt với chiến công đầu dành cho chính bản thân anh ta. Có cái điểm trừ nho nhỏ dành cho bên phía bên kia Honor là sau cái tình huống ăn cua dưới xong thì anh ta không có ý định tác động vào đường nào cả. Anh ta chạy đường giữa nhưng mà chỉ là chạy ngang qua và sau đó lại tiếp tục vòng rừng của mình ở khu vực bãi người đá. Đây tự nhiên lại chuyển thành một con Lee Sin vòng rừng tròn trịa 6-7 của Honor. Đường dưới thì không có cơ hội tấn công, anh ta ra đường giữa mặc dù Chovy yếu máu nhưng cũng không có cơ hội băng trụ. Và tình huống cover đường trên đến từ Honor cũng là không kịp nữa. Đây, pha tấn công rất đơn giản khi Binet đi bộ lên mà thôi. Anh ta tính đi cái đường vòng ra bụi quả trắng 3 nhưng anh ta thấy rằng Zed đang thi đấu rất thiếu tập trung. Và bóng vuốt hắc ám của anh ta nó gần như là mắc tầm vậy. Thậm chí hack não luôn cả tình huống giật về của Zed nữa. Một mạng chiến công đầu sau vòng rừng đầu tiên full clear đến từ một Diego. Là một khởi đầu quá tuyệt vời dành cho người chơi đi rừng bên phía Genji. Với lời hay đó, hãy xem Genji sẽ tiếp tục triển khai như thế nào sau lần về nhà đầu tiên. Thì Binet đã có thủy kiếm cộng thêm một thanh kiếm dài và anh ta đang áp lực ở khu vực đường giữa, nơi mà thực ra trong ván đấu này có một điểm mà tôi cũng thấy còn khá là đáng chú ý đến từ bên phía T1 xung quanh khu đường giữa là Faker trải qua giai đoạn đầu của ván đấu luôn luôn anh ta kiểm soát được tốc độ farm và bám được so với lại Chovy. Ví dụ trong kèo cũng không phải là dễ này cũng vậy, với con Lee Sin thì anh ta đang farm rất là tốt, thậm chí là nhỉnh hơn đúng một đợt lính so với lại Chovy. Binet đang ăn rồng và Honor có mặt ở đây, nhưng người bị tấn công trước là Chovy sóng âm găm vào, quyết định băng thẳng vào sau khi rồng đã được ăn xong. Honor buộc phải tốc biến bỏ chạy, Chovy thì đang khá là thấp máu, Honor có thể quay lại một lần nữa nhưng mà anh ta cân tầm nhìn. Người lao vào là Faker và Honor bắt buộc Chovy phải tốc biến. Phía bên này Honor tìm kiếm mục tiêu nhưng Binet đã ra khỏi tầm khá là xa và Chovy cũng đang cố gắng di chuyển về kịp. Đó là một tiếng ăn rồng nhanh đến từ bên phía của Genji. Doran cũng đã chủ động di chuyển trước so với Zed để có thể lấy được thế về người. Và tình huống ăn dầu thành công đến từ phía Genji trả lại cái giá đó là 3 phép bổ trợ tốc biến đến từ Ruler, Chovy và Phoenix nhưng không có bất kỳ một mạng nào cho T1 cả. Một pha kiểm soát rồng lén đến từ Phoenix. Đội hình có Corki thường là một đội hình phải bỏ rồng 1, bỏ sứ giả 1. Nhưng Genji lại ăn được một con rồng, đây là một điều kiện quá tuyệt vời để họ có thể kéo lết ván đấu này. T1 không có được rồng 1 đồng nghĩa với việc áp lực để có linh hồn rồng sớm của họ sẽ không có. Và đó sẽ là một khoảng thời gian dài để bên phía T1 có thể câu kéo thời gian cho Corki của Chovy có thể farm thêm. Và rõ ràng là việc bên phía của T1 muốn kiểm soát rồng đã nằm trong tính toán của Genji. Thì muốn di chuyển ra của T1 là không đủ nhanh để cản bước bên phía của Genji trong việc chiếm lấy con rồng nước này. Dù gì thì bên phía T1 cũng đang có một ván đấu, tôi nghĩ rằng họ hoàn toàn có thể hài lòng với bản thân với cái kỹ năng đi đường đang được thể hiện ở tất cả mọi vị trí của họ, từ đường trên, đường giữa cho tới đường dưới đều đang có lợi thế về chỉ số lính so với lại bên phía của Genji. Mặc dù Loner vẫn đang chậm hơn Binet một nhịp ở một vài tình huống, nhưng lợi thế đi đường của họ là không thể bàn cãi. Guimasi vẫn còn đủ khả năng để có thể lui về sau tình huống dịch chuyển cổ học. Và anh ta sẽ phải bỏ một cái đợt ứng tương đối bởi vì lúc này anh ta đang đơn độc. Kyria đang di chuyển trong khu vực rừng để cố gắng cắm mắt. Những chênh lệch về tiền đang nghiêng về cho bên phía của Genji sau tình huống kiểm soát tốt chiến công đầu của Phoenix. Nhưng việc mất đi nhiều phép bổ trợ như vậy có thể sẽ khiến cho họ không có đủ áp lực để cạnh tranh con sứ giả đầu tiên của ván thi đấu này vào đó. Đó có lẽ cũng sẽ là mục tiêu bên phía Genji bỏ mà thôi. Thực ra trong cả 3 ván thi đấu thì Genji đều muốn bỏ con sứ giả cả. Họ không muốn dồn tài nguyên lên cánh trên sớm trong khoảng thời gian ban đầu. Sẽ để cho Doran hoạt động độc lập tại khu cánh trên và dồn cái lượng tài nguyên và thời gian của Binet xuống cánh dưới nhiều hơn. Còn Chovy đang là mục tiêu bị tấn công, tốc biến thanh tài không còn. Anh ta buộc phải dùng thảm lửa vào đây nhưng Faker vẫn đang lao theo. Faker đã vào đủ tầm và sử dụng chiêu cuối rất khó để có thể thoát được pha này. Và đó là sát thương cuối cùng đến từ Honor, không cần sử dụng nổ lông cước. Cũng không cần đến cái thiêu đốt của Faker nữa. Họ đã tiết kiệm được khá nhiều tài nguyên cho tình huống tấn công và hạ gục được Chovy. Một Corki còn full cây máu nhưng không có người đi rừng cover kế bên. Và đó là một tình huống tấn công cần thiết đến từ bên phía của T1 để hạn chế khả năng farm của Chovy. Chovy có thể farm tốt ở nhiều ván đấu nhưng trong cặp trận này ở đầu trận thì anh ta liên tục bị kiểm soát bởi nhiều chất tướng của Faker. Và ván thiêu đốt này Corki của anh ta bắt đầu có dấu hiệu bị đuối farm theo thời gian vì phải mang theo thanh tẩy không có dịch chuyển. Pha di chuyển kiểm soát sứ giả đến từ Phoenix với cú dịch chuyển lên cánh trên của Lehen. Như vậy Genji là đội đang muốn đầu tư nhiều vào khu vực hang sứ giả, khoảng trống mênh mông cho Guma và Kyria ở khu vực cánh dưới. Và với việc thua thiệt về người như thế này thì khả năng cao T1 cũng sẽ phải buông bỏ. Như vậy
câu chuyện ở ván 3 nó rất là khác khi mà Genji là đội đầu tư khác cho sứ giả, còn Kera và Gumashi được ở đường dưới. Đây là một Genji khá khác so với những gì mà chúng ta thường thấy của họ với ý đồ chiến thuật như thế này. Và cũng đang là một Genji gặp những khó khăn khi phải đánh một đội hình kéo lết. Những khó khăn đó nó nhiều hơn rất nhiều so với những đối thủ trước đó họ phải đối mặt. Và Lê cũng đã có những sự chuẩn bị với cú dịch chuyển lên khu cánh trên, thì anh ta cùng với Ruler đã tạo ra một sức ép đủ lớn để giúp cho bên phía của Genji có được con sứ giả. Hai mục tiêu đầu trận vẫn được Genji kiểm soát nha. Họ có thể bị mất đi một mạng của Chovy, có thể Koki của anh ta không farm vượt thời gian giống như những game đấu thông thường. Nhưng việc kiểm soát được một rồng và một sứ giả có thể sẽ khiến cho khả năng lăn cầu tuyết của T1 bị chậm đi rất đáng kể. Và đó cũng là những điều mà bên phía Genji đang muốn hướng tới trong ván thi đấu này để có thể nuôi Chovy về sau. Pha này thì cái khả năng phán đoán tình huống của Binet đang hơi là tệ. Anh ta trong cái tình huống anh ta đang biến về ở khu vực bãi chim đó thì ở đợt lính đang đẩy vào khá là nhiều. Và với một con Lissera và Lee Sin đều đã đạt được cấp 6 trở lên thì một pha băng trụ là hoàn toàn có thể đoán được. Nếu như vừa pha đó vừa rồi Binet ở lại thì có khả năng là họ có thể bật lại phản công được. Nhưng rất tiếc là anh ta cứ xong cái pha biến về của mình. Còn bây giờ thì Honor đang lòn ra phía sau lưng của Chovy để có ý định tung ra một cú đá. Faker lao tới, Honor đã vào vị trí người được chọn là Binet, anh ta đã kịp dùng chiêu cuối trước. Khá hay. Còn trong khi đó Umayushi phải tập biến thấp chết, ta sẽ phải lên bảng cho tình huống này. Anh ta đã bị nuốt về phía sau và đó là Ruler là người có sát thương cuối cùng. Tình huống di chuyển của Kera bị Genji khai thác rất là nhanh. Mặc dù Tam Ken không phải là vị tướng có năng tấn công chủ động quá tốt, nhưng pha xử lý của Lehen là không một vết xước. Honor di chuyển xuống cánh dưới, Binet cũng đang xuống rất gần, Faker cũng đang có mặt ở đây. Honor quyết định chỉ phòng ngự mà thôi, bởi vì họ không còn đủ tài nguyên để tấn công Ruler và Lehen. Không còn dịch chuyển đến từ Kumayushi và đây là lính quá to mà anh ta để mất cho tình huống nằm xuống vừa rồi. Một sai lầm đáng trách đến từ xạ thủ của T1 và để mất đi tương đối nhiều tài nguyên của chính bản thân anh ta. Và cũng là một pha cần phải có lời khen cho Lehen. Con sứ giả đầu tiên mang lại tiền dành cho Phoenix sau cú hút của nó. Và đó là những gì mà bên phía của Genji có được ở trong khoảng chừng 10 phút thi đấu vừa qua. Một Genji đánh phòng ngự cực kỳ chắc chắn, có thể họ bị mất đi một ma gục ở trong tình huống bị ganh bởi Honor và Faker tại khu đường giữa và khiến Chovy không có được gì farm như những gì mà anh ta đã làm được trong những vòng đấu trước đây. Nhưng những gì bên phía T1 tạo dựng được ở tại thời điểm này đang là thua thiệt tới 1.000 tiền so với Genji cho một đội hình có Koki và Senna. Tôi nghĩ là cái lớp giáp trụ ở khu vực đường dưới đang đóng một vai trò khá là quan trọng, nhưng nhìn đi nhìn lại thì bên phía của Genji cũng mất đi trụ. Lượng tiền, chắc là Binet có được lượng tiền nhiều nhất để có thể giúp cho bên phía Genji. À, Chovy, anh ta có cái đầu phụ đồng, bù tiền. Một ván thi đấu mà rõ ràng là Genji mặc dù có những khó khăn hay là họ đã có những sự điều chỉnh chiến thuật nó khác đi so với thông thường, nhưng không thể nào phủ nhận rằng cái khả năng đánh kiểm soát của Phoenix vẫn là quá tốt đi. Anh ta kiểm soát thành công chiến công đầu, anh ta có được hai dòng nguyên tố cùng với một con sứ giả, và những lợi thế như vậy đang giúp cho bên phía của Genji có nhiều những cơ sở để kéo dài ván thi đấu này ra. Đó là áp lực đến từ một cái gói hàng của Koki giúp cho Phoenix tự tin tiến vào kiểm soát rồng trước sự bất lực của T1. Và Honor những gì làm được bây giờ chỉ là một tình huống hạ gục được Chovy và lấy đi một chút những cái ưu thế trong việc farm của con Koki này mà thôi. Những áp lực đó chưa đủ để T1 có thể áp đặt lối chơi của mình. Ôi, rồi Doran đã có pha xử lý chiêu cuối khá là tệ khi mà đối phương đang ở trạng thái bị bất động, nhưng mà Doran đã tung chiêu cuối hụt. Và do đó pha di chuyển của Binet không được chuyển hóa thành một điểm hạ gục cho bên phía của Genji. Faker biến B về bị Chovy phát hiện ra và anh ta phải ngưng tình huống biến B về, mất thêm một chút xíu thời gian nữa. Trong khi đó thì Faker trong ván thi đấu này có Lissandra của anh ta đang muốn hướng tới một cái mặt nạ thống khổ à. Đây là một trang bị có thể giúp cho Faker có thêm nhiều sát thương hơn à, khi xạ thủ của anh ta không phải là một hyper carry. Nhưng lượng hiệu khống chế mà anh ta có thể mang lại nó sẽ bị giảm đi tương đối đáng kể. Và bây giờ trong những pha đấu tranh anh ta sẽ chọn mục tiêu như thế nào đây, khi bên phía bên kia đang là hai cái thanh tẩy đến từ Chovy cùng với cả Ruler. Rồi chưa kể là những mục tiêu anh ta chọn cho những cú chiêu cuối có thể bị Lehen hóa giải hoàn toàn với cú đánh chén. Và Phoenix trước đó anh ta cũng đã thể hiện khả năng outplay cú chiêu của Lissandra rất tốt bằng cú tuyệt mệnh. Đó sẽ là một ván thi đấu không dễ dàng gì để Faker có thể có những pha băng vào và make play một cách dễ dàng. Ta vừa thấy một cụm ánh sáng trúng hai người của Guma từ đường dưới, nhưng cũng không đem lại một cái gì đó cụ thể cho bên phía của T1, ngoại trừ việc là bổ sung thêm một chút xíu sự tự tin của anh ta. Nói về sự tự tin thì ở đâu sau ván đấu thứ hai thì mọi thứ nó tốt hơn cho Guma, nhưng mà anh ta vẫn phạm sai lầm ở trong đoạn đi đường. Và đường dưới là nơi mà bên phía của T1 có thể bị mất trụ đầu ở một thời điểm khá là sớm. Đây chưa phải là phút thứ 14 và Faker không đủ sức để có thể phòng ngự trước Ruler và Lehen. Khả năng đi đường đến từ cặp đôi Ruler và Lehen ở trong ngày thi đấu hôm nay là rất tốt, trừ cái đấu thứ hai họ bị ban pick vào một kèo đấu quá khó mà thôi.
Còn game đấu đầu tiên với Jinx Tahm Kench cùng với game đấu thứ ba với Senna Tahm Kench, họ đang làm quá ổn. Còn Keria thì sau game đấu thứ hai có được một con Fire Roaming rất tốt. Thì đến ván thứ ba, chất tướng Yuumi không cho phép ta làm điều đó. Và những pha Roaming của anh ta thậm chí còn mở ra những khoảng trống tấn công dành cho cặp đôi Rolei hay tại cánh dưới nữa cơ. Cánh trên là pha va chạm Honor không có đủ khả năng để 1v1 với một con Viego cầm bù đỏ Phoenix. Pha đó thì Phoenix cũng đang hơn cấp độ so với lại Honor. Cái người đi rừng của Thiên Anh bắt buộc phải lui về. Trụ một đường dưới đã có cho Genji nhưng họ bị mất một cái trụ mà tôi nghĩ rằng quan trọng hơn ở trong giai đoạn này của bán đấu, đó là trụ một đường giữa. Ba thành viên của Thiên Anh đã làm hết sức và họ đã đem về cho bản thân mình một cái trụ khá là quan trọng trong việc kiểm soát hai mục tiêu lớn sắp tới. Hai mục tiêu này bây giờ Thiên Anh không thể nào bỏ được, là sứ giả 2 và rồng 3, vì Genji đã có hai rồng rất sớm. Chính xác là như vậy, và đây một linh hồn rồng không yếu tí nào về cuối ván đấu, đó linh hồn rồng đất. Cả hai bên đều có những chất tướng cấu rỉ với Corki và Ezreal, thì việc sở hữu linh hồn rồng đất sẽ hạn chế khá nhiều sức mạnh của những vị tướng như vậy. Lehen đang di chuyển nhưng anh ta không còn tốc biến nữa. Anh ta khá là trâu cho nên Thiên Anh cũng không tội gì mà phải dồn tài nguyên vào một con Tahm Kench trước khi giao tranh sứ giả diễn ra. Honor lao vào lấy con cua, anh ta đang bị giữ chân lại nhưng có đồng đội hỗ trợ. Faker rồi lao tới chương cuối được bung vào, Faker giữ chân hai người, Honor lao tới tiếp cận nhưng một cú nút tốt Lehen đang giúp Phoenix tạm thời sống nhưng ta bị đá về và Lehen phải trả giá. Phoenix thì có một tình huống tốc biến đi nhưng Honor vẫn đuổi theo chung với lại Keria và độ bay nhảy của Lee Sin được thể hiện với hai điểm hạ gục dành cho Thiên Anh. Tôi không nghĩ rằng Genji có đủ cơ sở để kiểm soát con sứ giả vừa rồi. Trụ đứng giữa họ đã mất, Chovy không ra kịp. Và trong pha vừa rồi Chovy cũng không có gói hàng nữa. Đó là một tình huống giao tranh tương đối mạo hiểm đến từ bên phía của Genji. Honor đã có một tiếng múa hơi thái quá nhưng anh ta có đủ sự tự tin để làm điều đó với một con Lee Sin. Và mặc dù đó là cú ràng buộc chuẩn xác đến từ Ruler nhưng cơ sở để tấn công một con Lee Sin tại thời điểm đó cũng không phải là quá cao. Và Genji ngay lập tức phải trả một cái giá đắt khi họ dấn lên để tấn công Lee Sin của Honor. Đó là một tiền đề quá tốt để con Lissandra của Faker có thể thực hiện một cú make play như sách giáo khoa. Chúng ta hãy cùng nhìn lại một pha cố dướn để tấn công Lee Sin Honor đến từ bên phía bộ ba Genji. Và họ nhận lại một cú vòng tròn lạnh giá ba người cùng với hiệu khống chế đến từ hầm mộ Hàn Băng và cả cú chiêu cuối Yuumi nữa. Thì cặp đôi bên phía của Genji đã phải nằm xuống cùng với con sứ giả thứ hai của ván thi đấu này. Những pha xử lý kỹ năng rất chính xác của Honor. Toàn bộ những kỹ năng mà ta sử dụng ở trong tình huống vừa rồi đều chính xác, đặc biệt là những tình huống sóng âm để có thể gây đủ áp lực và bám đuổi vào các hành vi của đối phương. Hai điểm hạ gục dành cho Honor cho tới thời điểm hiện tại của ván đấu và tổng cộng cả ba điểm hạ gục của Thiên Anh thì đều có dấu ấn của người đi rừng này. Nhưng vấn đề vẫn còn đó, con rồng này bắt buộc Thiên Anh phải ăn bởi vì Genji đang ở ngưỡng hai rồng. Thiên Anh có đủ cơ sở để ăn con rồng này vì họ đang có được cái thế đẩy tại khu đứng giữa tốt hơn khi mà họ kiểm soát được trụ một đứng giữa của Genji. Còn Genji chỉ có được áp lực lính tại khu cánh dưới. Và Chovy lại đang không dám đẩy quá cao. Chovy đang có một tình huống đẩy khá rén tại khu cánh dưới và anh ta không có thanh tẩy. Anh ta không dịch chuyển, anh ta cầm thanh tẩy. Con sứ giả gọi ra đến từ Phoenix ở tại khu đứng dưới. Không chắc là bên phía Thiên Anh gọi ra đứng dưới. Nhưng nó sẽ chưa thể làm tạm được vào trụ bên phía Genji. Pha đánh hạt thông nổ xuống chưa động đến từ Doran. Phoenix chiêu cuối anh ta còn không dám xuống. Vừa rồi là một tình huống mà Binet chỉ có thể đứng nhìn phía trên, chọt quy xuống không đủ tầm. Và hy vọng là Doran với một pha tung rờ vào có thể cướp được con rồng nhưng không thành công. Sứ giả được thả để cho Honor có thể có được con mắt vật tổ ở tình huống giao tranh rồng. Còn Binet là người đang bị giữ chân lại, ta đã dính vòng tròn là giam dính tất cả mọi thứ. Và may là kịp dùng chiêu cuối qua tường, cú ánh sáng bắn tới không có sát thương dứt điểm. Nhưng Thiên Anh vẫn dìu được con sứ giả thả ở đường này tới được trụ một đường giữa của đối phương. Và thậm chí là họ đang tràn lên. Zed đang ở dạng nà tí nỉ, rất nhiều sát thương Honor lao vào có được mạng hàng của thứ ba cho bản thân mình. Anh ta đu vào và đá được một người ra nhưng Lehen đã kịp nút Phoenix vào. Vấn đề là bản thân Lehen cũng đang thấp máu và bốn thành viên còn lại của NG đang buộc phải rút lui. Con sứ giả bị giữ chân lại, nó đang vào vị trí, nó sẽ không hút được trụ thứ hai. Nhưng Thiên Anh cũng đã có được những thứ mình muốn, đó chính là một con sứ giả mang lại trụ một khu đứng dưới cho phía Thiên Anh. Tiền chênh lệch chưa phải là nhiều nha, nhưng những tình huống xử lý gần đây đang cho thấy rằng Thiên Anh đang là những người thi đấu một cách hết sức chủ động nhờ những công trình nhìn hơn, đặc biệt là trụ tại khu đứng giữa. Họ đang vin vào cái trụ đó để tạo ra những tình huống tấn công một cách thoáng hơn ra khu vực hang rồng. Và đây là pha mặc dù Phoenix đã xử lý rất tốt, anh ta có dây thủy ngân và thoát khỏi cú chiêu cuối từ Faker. Nhưng ngay sau đó là một tình huống mà bên phía của Thiên Anh kích tốc lên để có thể tấn công với combo Lee Sin cùng với Yuumi. Và đây chính là lý do vì sao mà tôi nói rằng Lee Sin trong tay của Honor vẫn là một Lee Sin rất đáng chú ý. Anh ta có thể không kiểm soát được quá nhiều mục tiêu lớn đầu trận khi mà những mục tiêu như là sứ giả hay rồng thuộc về Phoenix. Nhưng đến giữa trận khi mà có được khả năng make play tốt đến từ con Lee Sin này thì anh ta đã mang lại rất nhiều ưu thế cho phía Thiên Anh trong những thủ giao tranh. Và đúng chính là con Lee Sin này đang đem lại cho Thiên Anh rất là nhiều lợi thế. Sự tự tin của Honor đang được thể hiện rất là rõ trong những tình huống make play của mình và độ chính xác cũng rất là cao.
trong cái tình huống tấn công đường dưới đó thì ta chỉ sử dụng một kỹ năng đơn giản của mình để có thể đá được Peanut về giữa đội hình của bên phía Genji. Và với sự áp lực này đến từ Lee Sin thì tạm thời bên phía T1 đã lấy được rất nhiều trụ, 4 cái trụ ngoài ở phút thứ 19 là một con số cũng đáng kể. Và nó khiến cho Genji đang bị đẩy lui phần sân của mình. Có một điểm sáng là Genji vẫn đang duy trì nhịp farm ổn, cùng với đó là một cách biệt về tiền được họ duy trì, nó không phải là một ngưỡng trang bị vượt trội cho bên phía của T1. Và để xem là điều đó sẽ giúp ích gì nhiều cho bên phía của Genji trong ván thi đấu này, khi những công trình của họ vẫn đang bị tấn công liên tục, dịch chuyển được dùng đến từ Ragaz của Doran về khu vực đứng giữa để giữ trụ. Genji đang hoàn toàn thi đấu ở thế bị động, mặc dù chênh lệch về tiền là không nhiều, nhưng nếu như nhìn vào cái khí thế và sự chủ động thì rõ ràng T1 đang rất áp đảo, họ liên tục tràn vào phần sân của Genji và bắt buộc đối phương phải ở vào thế phòng ngự, một tình huống sử dụng dịch chuyển để lui về khi mà đợt lính ở đường dưới, Doran vẫn chưa đụng được vào trụ hai. Đó là một tình huống cướp bùa xanh thành công đến từ Honor nữa, và đứng giữa thì khi không còn trụ một, Genji vẫn đang phải có cụm tại trụ hai để phòng ngự, và Gumayushi lại có những khoảng trống để anh ta bắt đầu đẩy đường mạnh với con Ezreal này, liên tục là những pha cấu rỉa với cùng ánh sáng. Và Phoenix anh ta lại một lần nữa phải dùng cú chiêu cuối chỉ để với mục đích rút lui, nhưng lần này thì anh ta không đổi được bất kỳ một chiêu cuối nào quan trọng của T1 cả. Vẫn còn đó hầm mộ hàn băng, vẫn còn đó đội đóng cước, và Faker đang là người về để có thể bổ sung trang bị cũng như dịch chuyển trở lại. Anh ta đang cầm một lượng tiền lớn trên người thì phải. Đồng hồ cát sẽ là món trang bị thứ hai mà anh ta hướng tới để những pha băng vào của anh ta có thêm những công cụ bảo kê bản thân. Chu Vi hiện tại vẫn chưa thể nào bắt đầu bật chế độ hát farm của mình lên với chỉ 192 chỉ số lĩnh. Chỉ số farm của anh ta đang kém hơn so với cả Gumayushi phía bên kia với 208. Và nó cũng không khó hiểu lắm khi mà lúc này toàn bộ những cái trụ ngoài của bên phía Genji đang bị hủy gần hết, và họ không thể nào tiến lên cao để có thể farm được. Việc quản lý các bãi quái rừng cũng tương đối là hạn chế. Và bây giờ thì T1 sẽ tiếp tục đánh mạnh xuống khu vực nửa dưới bản đồ để kiểm soát con rồng nguyên tố thứ tư, và nó có thể cũng sẽ là dòng đất thứ hai cho phía T1 nữa. Chu Vi quyết định tiết kiệm cái gói hàng của mình và anh ta sẽ để dành nó tại con rồng nguyên tố tiếp theo hay sang đây. Thời điểm này cái ngưỡng trang bị đến từ Corki của Chu Vi vẫn chưa đạt. Anh ta chưa có đồ thần thoại, và thậm chí là anh ta còn bỏ ngang cái trang bị thần thoại để hướng tới một món trang bị tình thế, đó là một cái dìu mãng xà. Sở hữu dìu mãng xà sớm có thể giúp cho Chu Vi có được khả năng phòng ngự đợt lính tốt, nhưng xét về khả năng cấu rỉa tầm xa so với một cái bão tố lưu đần ở món trang bị thứ hai thì có thể anh ta sẽ gặp một chút khó khăn về lượng sát thương đầu ra. Áp lực vẫn đang được Tiêu Anh cố gắng giữ liên tục xung quanh khu đường giữa. Họ đang muốn đẩy Genji về phía sau. Genji đang cố gắng tìm những khoảng trống để cho đầu tàu của họ được farm. Với việc là Chovy di chuyển lên cánh trên với sự hỗ trợ rơ từ phía sau, thì Faker ngay lập tức có mặt và anh ta đang sẵn sàng bước vào một pha solo. Nhưng sát thương thẳng ngược lại của Chovy là nhiều, và Faker buộc phải lùi về. Thậm chí đó là tình huống đầu tư luôn dịch chuyển của Lehen để có thể giúp cho Chovy rút lui nếu như có biến. Và Faker mất tới 70% máu rồi. Corki của Chovy vẫn có được lượng sát thương đầu ra ở cấp độ 13, anh ta đang hơn 2 cấp độ so với Faker. Và với ngưỡng máu thấp như vậy thì Faker bắt buộc phải bỏ trụ rồi. Anh ta không nằm xuống cho tình huống này có lẽ đã là một tình huống rất tốt cho T1, còn việc giữ trụ là điều không thể. Còn cánh dưới thì bên phía của Genji chấp nhận buông bỏ một con rồng nguyên tố thứ tư của ván thi đấu, cũng là rồng đất thứ hai cho phía T1, để hướng cái thời gian của ván đấu về cuối, hướng thêm cái khả năng farm dành cho Chovy cái đã. Đây là điều mà chúng ta cũng đã nhắc tới trong giai đoạn ban đầu, việc mà đánh một hình câu lây của Genji thì có được những con rồng sẽ là những cái cơ sở để họ buông bỏ. Họ đã bỏ được hai rồng, nhưng mà dù gì thì đây cũng là một con rồng khá là chất lượng khi đây bản đồ rồng đất, và nếu mà T1 tích được 4 con rồng nguyên tố đất thì cũng là một cái vấn đề rất khó chịu dành cho cái đội hình. Cũng không phải là quá nhiều sát thương của bên phía Genji, họ chỉ có hai mũi sát thương chính là Chovy và Ruler ở giai đoạn sau mà thôi. Ruler thì anh ta đang có được 76 linh hồn, chưa phải là một ngưỡng linh hồn ấn tượng để có thể giao tranh, nhưng thời điểm này đúng là cũng không có gì nhiều để T1 có thể ép Genji vào một tình huống giao tranh tổng cả. Baron sẽ là mục tiêu hơi quá sức đối với họ. Còn rồng thì bên phía Genji đang chấp nhận buông bỏ liên tục. Hai con rồng liên tục được buông bỏ đến từ bên phía của Genji, tạo ra một khoảng trống lớn để những carry của họ có được thêm trang bị. Còn bên phía T1 thì đang muốn ép Baron, họ muốn ăn Baron thật sự ở một con na khổng lồ của Zeus. Pha này thì bên phía Genji vẫn đang từ từ đi vào mà thôi. Họ đang không có tầm nhìn ở trong đó, nhưng họ đã có thể phát hiện ra với hắc ám soi rọi ngay lập tức pha dịch chuyển của Doran từ phía trên xuống. Faker đang cổng Kerry Abinet ở ngay phía bên ngoài chương cuối được bật ra. Abinet đang cố gắng né, anh ta bị đá ra, nhưng Lehen đang ngậm nuốt rất nhanh của Baron dành cho phía của T1 với pha xử lý của Honor. Nhưng sau đó thì họ phải chạy, tất cả mọi thành viên của T1 đều bung chiêu để chạy, và họ chạy được hết, phải được hết à, cả 5 người. Genji không có hiệu không chế, và đó là tình huống Rush Baron rất nhanh đến từ phía T1, và những con mắt của Genji cắm nó là những con mắt rất khó hiểu.
nhưng con mắt cắm ở phía trên hang Baron ở trong khu bùa đỏ của T1. Họ không có bất kỳ con mắt nào ở tại Baron cả, và pha rớt Baron nhanh giúp cho phía T1 rút lui được. Họ đầu tư đó là một cái tốc biến duy nhất mà thôi. Sự cơ động đến từ Lissandra, đến từ Na, đến từ Eril cho bên phía T1 khả năng rút lui mà họ không mất quá nhiều phép bổ cho tốc biến. Và đó chính là cơ sở cần để họ có thể tận dụng tốt nhất con Baron này. Một mùa giải mà thực sự T1 đang là vua của những pha rush Baron nhanh. Tình huống con Baron của họ nhiều khi là vô cùng ảo diệu, và cảm giác là phần nào đó, đa phần các đối thủ của họ cứ bị che mắt kiểu gì xung quanh khu vực hang Baron. Mặc dù đã có một số đội cố gắng cảnh giác, nhưng Genji vừa rồi cũng mất một con Baron, cũng tôi nghĩ là cũng khá là vớ vẩn khi nó sẽ giúp cho phía T1 họ sẽ có khả năng vượt qua được khả năng phòng ngự của Genji một cách mạnh mẽ hơn. Đây chính là con Baron có thể giúp cho bên phía của T1 rất nhiều trong việc đẩy nhanh nhịp độ ván đấu và kết thúc nó sớm trước khi copy của Chu Vi có được tầm 3 cho đến 4 món trang bị lớn. Đó đúng là một tình huống rush Baron với tốc độ rất nhanh và nó ngoài sức tưởng tượng của Genji. Đã có những tình huống check Baron rất tốt của Genji rồi với cú hạ ám soi dọi của Ruler, nhưng cái đường ra Baron của họ nó quá dài đi. Và bây giờ Kuma Yushi đang cầm Baron đẩy vào khu đường giữa, trụ 2 đã mất. Khi mất đi 2 trụ đường giữa như vậy thì Genji sẽ rất khó chơi trước những pha cấu rỉa của Kuma Yushi. Và họ đang không còn khả năng phòng ngự nữa. Nếu như không có bùa lợi Baron thì câu chuyện nó khác. Nhưng bây giờ là một đội hình có toàn bộ đủ 5 bùa lợi Baron của T1 đang tràn vào những cái trụ 2. Và cơ hội phòng ngự của Genji là vô cùng hạn chế. Họ tiếp tục mất thêm trụ nữa ở khu vực cánh trên. Chỉ còn một cái trụ ngoài cuối cùng là ở khu vực cánh dưới. Doran đang cố gắng để có thể giải quyết đường lính tại cánh dưới nhằm tránh việc đối phương sẽ áp lực một lúc ba lên. Và giữ lại đợt lính đẹp tại khu đường dưới cũng là cơ sở để họ tiến ra con rồng cái tổ thứ 5 của ván thi đấu này. Đến thời điểm mà họ sẽ không muốn bỏ rồng nữa rồi, vì nếu như bỏ thêm một con rồng nữa đó sẽ là 3 rồng đất cho T1. Và kể cả chưa có linh hồn rồng đất thì chỉ số cộng thêm đến từ 3 con rồng đất cũng là rất nhiều. Và Chovy đang có một cái gói hàng vẫn còn thời gian tồn tại thêm. Nhưng nó có đủ để giữ lại ở tại con rồng nguyên tố tiếp theo hay không thì có lẽ là không. Thời gian tồn tại gói hàng nó lại không nhiều đến như vậy. Và tới rồng sau thì bên phía Genji sẽ chưa thể nào có được cái gói hàng này. Những gì họ có lẽ sẽ là một cái thế lính đẩy nhờ áp lực đến từ gói hàng dịch của Genji. Dịch chuyển chặng đường. Đây là Faker với Lissandra đang di chuyển và ta bắt được Doran thì phải. Nhưng ba thành viên của Genji quay qua và đánh. Faker mất 50% máu. Cũng không có nhiều mục tiêu để tranh chấp tại thời điểm này đến cả hai bên, nên việc mất đi một cú chiêu cuối Doran nó cũng chưa ảnh hưởng nhiều đến cái khả năng phòng ngự của Genji cho lắm. Faker mất máu nhiều nhưng anh ta lại có Yumi hồi phục. Baron còn vài giây mà thôi, Baron 3.500 tiền cho phía T1. Bên phía bên kia rất có Na khổng lồ. Tình huống này thì bên phía T1 rõ ràng là có áp lực bởi vì họ đang có Na khổng lồ. Guma vẫn đang cấu máu liên tục. Trụ hai đường dưới của Genji chỉ còn khoảng chừng 40% máu. Vẫn đang liên tục là áp lực đến từ bên phía của T1 và họ vừa thành công trong việc đẩy ngược trật lại cái đợt lính khu đường dưới. Đây là một tiền đề quan trọng để họ tiến ra con rồng nguyên tố thứ 5 của ván thi đấu này, và bên phía của Genji cả ba đường đều đang bị đẩy. Sau khi tạo được đợt lính khu đường trên thuận lợi thì T1 đã dồn tài nguyên của mình xuống canh dưới. Và nếu như thuận lợi họ sẽ có được cái trụ thứ 6 cùng với thêm cả một con rồng nữa. Cung ánh sáng ở trong ván đấu này của Guma khá là chất lượng. Và cả những phát bắn của anh ta cũng khá là chất lượng. Khi vừa rồi Chovy đã bị dính một quy và đi gần nửa cây máu, buộc phải lui về. Pha này thì cơ sở cạnh tranh rồng Genji là zero, bởi vì lúc này Binet còn đang phải chạy và ta dùng chiêu cuối chạy lần thứ tư ở trong trận đấu này. Và không có cơ sở nào để Genji cướp rồng cả. Nhưng tôi đang thắc mắc là cái thanh tẩy roller trong pha vừa rồi để làm cái gì đây? Anh ta vừa có một tình huống cover dành cho Binet trong việc rút lui và vô tình nhấn nhầm cái thanh tẩy của một con Senna. Có lẽ tại thời điểm này thì việc mất thanh tẩy chưa phải là một mất mát quá lớn đối với Genji, nhưng cho thấy rằng có vẻ như họ đang gặp rất nhiều những khó khăn trong việc phòng ngự trước những đợt đẩy của T1. Trụ thứ hai không đứng dưới họ vẫn đang giữ lại được, nhưng rõ ràng việc mất đi con rồng nguyên tố thứ ba là một điểm rất đáng báo động. Kể cả đội hình có Corki về late game rất khỏe cùng với một Senna có thể có được trên 100 linh hồn, nhưng đối mặt cùng với một cái linh hồn rồng đất của T1 cùng với 4 rồng đất thì việc gây sát thương đối với các carry của Genji cũng sẽ ít nhiều gặp những khó khăn. Và đặc biệt là ở khu vực cánh trên, khi mà Zed đã xong cho mình hai trang bị phòng ngự là trang bị thứ hai và trang bị thứ ba, thì tôi không biết là liệu một con Corki 3 món đã có thể đủ sát thương để cho bên phía Genji giành lại quyền chủ động hay chưa. Không có trụ thì giành lại quyền chủ động cũng rất là khó. Chúng ta đang nhìn vào một cái bản đồ mà phía T1 vẫn còn tới 4 cái trụ ngoài, 2 trụ đường giữa, gần như là đầy máu. Bây giờ thì T1 đang tiếp tục vin vào cái trụ 1 khu đường giữa còn lại phía sau Guma Yushi để có thể áp lực thế lính đẩy trước. Tầm này đồ thì Chovy cũng đã bắt đầu có lượng sát thương trả ngược trở lại để dọn lính rồi.
Nhưng nếu như đôi công tại đường giữa để cho T1 có những cơ sở để mở, nó vẫn sẽ là những nguy hiểm cho đến bên phía của Gen.G. Và cảm giác của tôi là khả năng poke đến từ Gen.G, đồng ý là Châu Viên sẽ không poke thua so với Guma đâu. Nhưng vì bên kia có con Yumi, thế nên những pha big bomb lấy máu nhiều như thế này thì nó cũng chỉ phần nào đó giúp cho bên phía của Châu Viên hack thêm một ít tiền đến từ cái đòn phủ đầu thôi. Còn hiệu quả của việc cấu rỉa nó bị giảm thiểu đi rất đáng kể bởi con Yumi của Carrier. Hai bên vẫn đang chơi Aram xung quanh khu vực đường giữa. Lính đường trên thì vừa rồi bên phía T1 đẩy được, Doran đang là người ra hứng. Còn lính đường giữa thì nó cũng không tiến được vào quá sâu phần sân của Genji. Khi mà hai đội cứ liên tục nhảy múa xung quanh ở một chỗ mà thôi. Nãy giờ kỹ năng định hướng thì thật ra cũng không phải dễ để trúng lắm, khi cả Chu Vi lẫn Guma đều không có được những mục tiêu chống chịu đứng cao để họ có thể nhắm vào. Còn đây là tình huống mà Genji đang kéo đội hình của mình lên khu vực cánh trên bản đồ. Họ đang đẩy lui T1 khỏi khu vực này và có được một vài lượng tầm nhìn quanh khu vực cánh trên. Liệu rằng T1 sẽ đặt nặng vấn đề của mình ở tại con Baron thứ hai, hay họ vẫn sẽ đánh một chiến thuật chậm để chờ con rồng nguyên tố tiếp theo của bản đấu đây? T1 tràn lên áp lực và đẩy Genji lùi ra khỏi khu vực hang Baron. Họ lại giật về Baron một lần nữa. Lần này sẽ không phải là Baron lén mà đang dùng Baron để câu kéo Genji di chuyển ra để bắt đầu những pha thi cấu máu giữa Guma, Yuzi và Chovy. Tình huống vừa rồi thì Guma tự tin đến mức mà anh ta dùng dịch chuyển cổ học lên để có thể cấu máu và ép một pha W thảm lửa quay ngược trở lại của Ruler. Đau. À, chính xác là của Chovy. Ăn Baron rồi, dùng luôn Baron để gây áp lực. Faker vẫn đang đẩy ở khu vực đường giữa để có thể đi một cái đường từ phía đường giữa và bật ngược trở lại. Hắc ám soi rọi để lấy thông tin. Binet đang từ từ di chuyển vào, quyết định dịch chuyển từ nhà ra của Doran. Faker vẫn đang giữ vị trí ở phía cánh dưới và cung ánh sáng bắn tới cho Vi né được, thậm chí là phải nhảy lên. Guma ta bị đẩy về và sai lầm cực kỳ lớn của xạ thủ bên phía T1. Anh ta làm cái gì thế này? Và sau đó Zed đang phải chạy, Doran tiến tới đội hình cho anh buộc phải lui về. Honor vẫn giữ lại hy vọng cướp Baron dành cho bên phía của T1. Sát thương lên Baron của Genji đang tương đối là hạn chế, họ đang mất quá nhiều thời gian. Tôi nghĩ rằng rất là khó, họ buộc phải đánh, họ chuyển qua đánh Zed. Đây là con na khổng lồ với ba con rồng đất. Faker quyết định công kích E lần hai, sát thương dồn vào một người và đó là Doran nằm xuống đổ lông cực kỳ đẹp nhắm vào Chovy. Anh ta đang chạy ra nhưng lại bị hất tung. Honor di tới Honor. Và Chovy không thoát được. Chovy đáp rồi, Honor đã giải quyết được vấn đề lớn nhất. Phần còn lại T1 đang tiến lên, Ruler là nguồn sát thương duy nhất và anh ta không chạy được nữa, đã bị dứt điểm bởi Faker. Lehen là người cuối cùng cố gắng bỏ chạy với Du Hoàng cả dịch chuyển nữa và anh ta không chạy được, quét sạch cho T1 và họ sẽ tiến thẳng vào khu vực đường giữa. Và đây sẽ là chiến thắng 2-1 dành cho T1 ở trong ngày thi đấu này. Một sai lầm chí mạng đến từ Guma Yuzi nhưng đồng đội đã sửa sai cho anh ta. Và người sửa sai đó chính là cặp đôi Zed cùng với Honor với việc có thêm Yumi của Carrier. Honor đã đeo bám và khiến cho con Corki ba đồ của Chovy không hề được chơi game. Và đó là sự xuất sắc đến từ con Lee Sin của Honor, vị tướng mà anh ta dùng nhiều nhất ở tại mùa giải này. Và khi tướng tủ rơi vào tay của Guma Yuzi tại game đấu thứ hai, con Raven của anh ta đã làm quá tốt. Và game đấu thứ ba khi tướng tủ rơi vào tay của Honor, anh ta cũng đã làm quá tốt và chiến thắng 2-0, 2-1 thì đúng hơn, dành cho đương kim vô địch và họ ngắt đi chuỗi trận 6 trận bất bại liên tục của Genji từ đầu mùa giải đến bây giờ. Như vậy là không còn chuỗi bất bại nào tại LCK nữa. Và vừa rồi cũng đánh dấu người đầu tiên đạt được mốc 500 trận thắng tại LCK. Và đó là một cái tên vô cùng quen thuộc, Faker. Và khoảng cách giữa anh ta và người đứng thứ nhì là Dev là rất xa, gần như là không thể sang phẳng lại được, khi mà sự nghiệp của cả hai cũng đã kéo rất dài. Một thành tích rất đáng kể của cá nhân Faker và một chiến thắng rất quan trọng của T1 mùa này để trở lại vị thế của một trong những đội hàng đầu có nguy cơ, có khả năng lên ngôi vô địch.